cục bên dời nhận em nó thay giùm. Bây giờ là đứt cái cọng dây kia và giờ hết lên luôn đúng không? Lắp lại hoàn thiện rồi mình sẽ mang ra. Dạ, test ra nhận anh. Rồi xong cái phần này, cảm ơn anh. Ờ, thế okay, cảm nhận như thế nào anh Tú? Rất ok đó. Dạ dạ dạ. Không sửa được. Dạ dạ. À, đi mua cục bên dời nhận em nó thay giùm. Bây giờ là đứt cái cọng dây kia và giờ hết lên luôn đúng không? Nó đứt cáp luôn rồi, pin nó gỡ ra luôn rồi. Pin nó gỡ ra luôn, trong đây không còn pin luôn. Tức nghĩa là nó cắt cái cục pin vì nó phù lên bự quá, mình sợ nó nổ. Tại vì anh biết sao, pin này á, để thay pin này anh phải nhớ main lên nữa. Vậy bây giờ không à, bây giờ anh Tú đừng có lo lắng gì hết, bây giờ em sẽ làm trực tiếp, em mở ra hết. Rồi bắt đầu là em sẽ thay cái cọng dây và chuột cho anh. Rồi em lắp chuẩn vô hết, em gá vô và em test cho anh. À, test quy chuẩn hết cho anh hết rồi, ok thì em lắp hoàn thành rồi. Dạ, vậy anh Tú sẽ làm nha mọi người. Anh Tú đợi phía trước, là cái cục pin đang mình đợi phía trước luôn nè. Cục pin đợi phía trên. À, phải cái máy bây giờ mình sẽ tháo ra. Anh Tú mô tả là bị đứt dây trackpad kết nối main đó, chuột main đó. Coi thử nó có chạm hay cái ảnh hưởng gì không, di chứng hay là nó có gây ra sự cố gì trong quá trình kỹ thuật viên trước đã thao tác xử lý nha mọi người. Đầu tiên là mình cứ tháo ra trước, rồi tới đâu mình sẽ báo anh Tú tới đó. Bây giờ mình sẽ tháo ra lại. À, mình tháo ra mình coi như thế nào. Nói chung khi đến với Hùng Vũ Center thì các bạn đừng lo lắng gì hết. Đây mình làm nhiều là chuyên nghiệp rồi. À, đây mình cũng có nhiều video hướng dẫn về cái này. Ồ, đứt dây rồi. Đây mình thấy cọng dây đỏ đỏ, quay cho mọi người xem ha. Đứt rồi nè. Ok, pin này là đã được tháo ra rồi nè. À, pin tháo ra rồi. À, giờ mình sẽ tháo lại thôi. Đặt pin xuống mình test trước đây. Ok, các bạn chờ kết quả nha. Anh Tú anh cũng rất là lo lắng, không biết là cái máy còn chạy ra không. À, anh lo lắng là không biết có chạm gì không, thao tác nó có bị ảnh hưởng, nó có bị phát sinh AVC gì không. À, nhưng mà anh mình trấn an rồi, yên tâm. Ở đây là chuyên nghiệp. À, mình làm thì coi thêm tới đâu mình báo tới đó. Rồi chạm lên rồi nha mọi người. Cái này là kỹ thuật viên khi thay là thao tác bị gọi là gặp sự cố rồi đó. Đây gặp sự cố rồi. Kích không cho chạy luôn. Để mình báo với anh Tú sơ bộ qua. Main chạm đó. Bây giờ mình sẽ gắn pin thử nha anh Tú. Gắn pin thử mình test như thế nào rồi mình báo anh luôn. Thay cục pin của sụp phai laptop vất vả quá ha mọi người ha. À, phải tháo luôn cái main nó ra. À, giờ mình nhân tiện tháo cái main thì mình nhìn sơ bộ qua main này nó có vấn đề gì không. Vệ sinh main cá nhân mọi người. À, mình sẽ vệ sinh main. À, mọi người xem đây là cái chỗ kết nối pin nè. À, nó đây đó, đây là chỗ kết nối pin. Tại mình cũng coi được trên YouTube với lại vô trong trang nó thấy. Dạ, đây em làm nghề này lâu lắm rồi, làm 15 năm rồi. Vậy mấy cái này xung quay thì ở đây em cũng nghiên cứu đi đầu á. Này là cái này gọi là đo nguội á, đo coi thử nó có chạm phong vùng nào không. Mấy cái này không phải chuyên nghiệp đâu, dám gật đâu gỡ được. Đúng rồi, này làm này phải chuyên nghiệp. Cái gì cũng vậy, người nào nghiệp đó trăm hai tay quen chứ. À, đặt pin vô trước. À, bản chốt ở trong đây nó phải có cục pin. Cái này không phải cái nào cũng quay đâu. Lâu lâu quay một cái, lâu lâu quay một cái. Tại vì quay này dựng nó mất thời gian lắm. Ví dụ lâu lâu mình gặp trường hợp nào mình quay một trường hợp vậy thôi. Này giai đoạn mình lắp màn hình vô nha mọi người. À, mình gắn cơ bản hết rồi. Main cơ bản mình gắn màn hình, gắn cáp được các kiểu vô. À, lưu ý là khi bạn gắn pin vào thì trước khi mà gắn mấy thiết bị này các bạn phải cách ly pin nha. Cách ly pin hết. Sau đó khi nó chuẩn hết rồi thì mình mới kết nối pin. Kết nối pin rồi mình mới kết máy. À, quy trình phải chặt chẽ, tất cả các thiết bị laptop, MacBook gì đó, iPad, iPhone, Surface gì. Điều khi mà sửa chữa thì các bạn phải cách ly pin. Chỉ vùng cùng Minh Tú là nó đã chạm rồi. Giờ mình sẽ khắc phục, dòm khẩu sửa chữa điện tử sửa cái vấn đề chạm này. Đợi nhanh tốt. À, đợi kỹ thuật viên sửa cái pan này. Chắc anh đợi khoảng tầm 30 phút đến 1 tiếng em tra kết quả cho nha. Ok. Ác thiệt. Này sau khi kiểm tra đo đạt
thì mình xác định là bị IO nha mọi người. IO là chạm IO rồi. Thông thường ở những trường hợp á mà các bạn thay pin, thay thiết bị ngoại vi thì IO là nó giao tiếp rất là rộng. Thông thường thì những trường hợp như mình gặp rất là nhiều, đa số tự thay pin hay là tháo thay màn hình gì đó thì chết IO rất là nhiều. Thì con sục hay laptop 1 này cũng không ngoại lệ, laptop 1, laptop 2 cũng không ngoại lệ ở trường hợp này của anh Tú. Anh Tú ơi, cái này là trường hợp này là chạm chết IO rồi đó. Cái này thông thường là những trường hợp mà tháo là thay pin nè, thay bàn phím nè, vân vân, thay màn hình mà không khéo là chạm vô IO. IO là con nó giao tiếp rất là nhiều, là input output đó, nó giao tiếp rộng là nó các bàn phím đều qua nó hết nè, pin qua nó nè. Trường hợp này chạm chết IO, cái này em sẽ thay IO test thử. Em thay IO tỷ lệ thay IO thành công chỉ 90% thôi, chứ nó không đạt 100% đâu. Quá trình thay thì em sẽ thay, khi nào đạt kết quả em báo anh. Còn cái phần test đánh ban thay IO là em hỗ trợ anh. Ví dụ như thay thành công em mới tính tiền, còn không thành công thì thôi, khi thay thành công xong rồi em đánh ban chính xác em mới báo giá cho anh. Thì nếu mà trong trường hợp thay IO thì nó rơi vào trường hợp là ưu đãi là 1 triệu. Nếu mà một khách hàng mà đem tới á, mà sửa máy mà bình thường mà tới chết IO á, thì nó sẽ rơi vào 1 triệu đến 2 triệu. Là cái này là em áp chính sách là thấp nhất cho anh để hỗ trợ anh. Menjin đó, Menjin chính hãng, thì trong cái con IO này nó có RORAM, nên các bạn mua IO mới giờ các bạn thay không có chạy đâu. Các bạn phải bóc IO, Jin tháo máy, tức là Jin bóc máy đó, gọi là Jin chính hãng gì đó, trong một cái máy của Microsoft, bóc IO ra nha mọi người. Sau đó là mình sẽ thay qua cái main của mình còn thay. Đó, quy trình gọi là thay IO đó. Đây mọi người xem thấy cái quy trình mình thay IO nè. Bây giờ mình sẽ bóc IO, mình thay IO nha mọi người. Ở video này thì có thể mình bao trùm luôn cái vấn đề là sửa tiêu đời, có thể là sửa chữa sục phay laptop bị mất nguồn cũng được. Đó, mất nguồn do cái lỗi là chết IO. Một số trường hợp bình thường nó cũng chết IO nha mọi người. Có thể tiêu đời này cũng được, nhưng mà cái tiêu đời trường hợp này là cái máy của anh Tú là thay pin, bị sinh ban, chạm main là chết IO. Giờ kỹ thuật viên sẽ thay IO cho anh Tú thôi, để trả về hiện trạng bên, để trả về tình trạng bình thường của nó, tình trạng nguyên bản của nó. Thay IO này thì mình nhận thành công 90-99% nha mọi người. Cũng có 1% là nó chạm USB luôn, là tiêu luôn ạ. Đó, nên bây giờ là mình cứ thay IO theo quy trình vậy đó. Quy trình là thay IO trước, nhưng mà 90-99% là trong sửa chữa là cao rồi. Có nhiều vấn đề mà mình không có, nhiều khi đo đạt sửa mainboard, nhiều trường hợp nó cũng không tuân theo nguyên tắc nào hết. Đó, nhưng gặp trường hợp đó là bó tay chấm cơm. Đó, bây giờ là mình sẽ thay IO thôi. Mình không khuyến cáo các bạn thực hiện các hành động kỹ thuật viên mà không có chuyên môn điện tử là không có làm mấy cái này nha mọi người. Làm cái này thì ở mức độ là có chuyên môn, có tay nghề thì mới làm. Còn mà các bạn mà user thì cũng coi chơi thôi, chứ cũng không nên là đụng vô mấy cái này. Mấy này là yếu tố chuyên môn, phải trải qua quá trình, phải có kinh nghiệm, phải có kiến thức, rồi có sự được sự hỗ trợ nữa thì các bạn làm mới ok được. Đây, sau khi bóc IO rồi mình sẽ làm chân IO, quay sơ sơ cho mọi người xem ha. Đó, quy trình đó, làm chân IO này. Mọi người nhìn thấy ha, cái quy trình mình đổ chân cho cái con IC, mấy con IC này nó nhỏ lắm, nó khác với lại con IC bên laptop. Các IC này bên MacBook hay là iPhone, iPad bây giờ nó dùng mấy IC này nhiều, nên các bạn là đổ chân thì hầu như đổ chân bây giờ nó là chì bột, không còn là chì bi nữa. Những con này là mình phải đổ chì bột nha mọi người. Còn chì bi là kiểu xếp chân là nó khác, có hai loại chì hiện tại nó dùng để đóng chip đó, một là chì bột, hai là chì bi. Trường hợp này là chì bột nha mọi người. Chì bột thì đổ nhanh hơn á, nhanh hơn chì bi. Nói chung các bạn làm trăm hai tay quen thôi, chứ không phải là cái gì hết.
Ví dụ kỹ thuật viên sửa iPhone, iPad thì chuyên về đổ chì bột, còn kỹ thuật viên sửa chữa laptop này kia thì chuyên về đổ chì bi. Nhưng mà về cơ bản thì phương pháp nào cũng được. Nói chung chúng ta làm là trăm hay tay quen, không có vấn đề gì hết. Bản chất đầu tiên thì chúng ta cũng đâu có làm xịn sò hay nhanh gì đâu. Nhưng theo thời gian thì mình làm nhiều nó quen tay, dẫn đến là nó thành kỹ năng. Đó. Nên sửa chữa này là các bạn còn là kiến thức này, kinh nghiệm này, sự hỗ trợ nhiều thứ, hỗ trợ của các anh em kỹ thuật, rồi hỗ trợ của các giải pháp, hỗ trợ của các diễn đàn, thậm chí là hỗ trợ của AI luôn nha mọi người. Đó, nói chung muốn đọc tài liệu bây giờ là AI 4.0 đó. Các bạn muốn tìm hiểu thông tin về AI 4.0 đó cũng khá là thông minh. Các bạn cũng có thể tìm hiểu kỹ thuật trên đó cũng khá là tốt. Mình đóng vô cái con IO, vô cái main supply laptop 1 bị chết IO này. Đó, sau khi làm chân xong thì mình đóng vô. Đó, đóng vô thì nó cũng dễ thôi. Hồi nãy bóc ra thì các bạn thấy rồi ha. Bây giờ là mình đóng vô. Đó, đóng vô là kỹ thuật đóng vô nó vậy đó thôi. Các bạn đo xong các bạn nhúng cái, cảm giác tay chuẩn, nhúng cái và cảm giác chì nó chảy. Khi đóng chip cũng vậy, khi các bạn lắc chip gọi là kỹ thuật lắc chip, nó nhúng cái là ok, pinball nó hút vô cái đó. Mọi người thấy ha, thấy được cái kỹ thuật đóng IC trên mainboard laptop, trên mainboard điện thoại, mainboard MacBook luôn. Đây, kỹ thuật đóng IC đây. Tức là nãy giờ các bạn thấy từ quy trình là bóc IC nè, làm chân IC và giờ đóng IC. Ok ha. Bây giờ sao cho nó nguội sau đó mình sẽ test thử như thế nào. Kết quả chưa có biết là thành công hay thất bại thôi nha mọi người. Nó phụ thuộc vào con IC này có tốt hay không. Rồi nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, kỹ thuật đóng. Tại vì bản chất đây cấu trúc transistor trong đây mình đâu có cách nào đo được đâu. Sau khi thấy IO xong là mình sẽ test lại nha mọi người. Mình sẽ test lại trước khi mình lắp vô đó. Khi thay xong thì mình cũng test lại, đo thử còn chạm không. Đo một vòng qua coi thử còn chạm không. Nếu hết chạm là mình sẽ đưa máy vô, lắp vô mình test ha mọi người. Bây giờ mình sẽ cắm cái nguồn đời sơi này vô nè, cái nguồn đa năng này vô nè. Ồ, hết chạm rồi. Hết chạm rồi nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào mình test, chờ kết quả. Cái này chắc anh Tú đang, anh đứng anh ngồi nhìn anh hồi hộp đó. Báo cáo với anh Tú là hết chạm rồi nha anh Tú. Thay IO là nó thấy nó hết chạm rồi đó. Bây giờ là lắp. Đúng, bây giờ lắp vô coi thử nó lên được không nè. Cái không này là không quyết định nè. Còn sau khi thay IO là đo hết chạm rồi. Cắm nguồn đời sơi vô nó hết dòng, nó hết lên 0.07 rồi. Thì về cơ bản là theo quy trình là chuẩn. Bây giờ vấn đề là đặt vô rồi bật lên test thử nó ok hay không thôi. Đó, cái khâu này là kết quả cuối cùng nè. Nhưng mà làm như vậy hồi nãy giờ làm là đúng quy trình mà gọi là đạt kết quả tốt. Chứ không tới mức độ mà một số trường hợp thay IO xong nó vẫn chạm. Tức là phải tìm nguyên nhân khác nữa thì nó lại khó khăn nữa. Còn trong trường hợp này là đi theo gọi là đi theo hướng là tích cực. Đó, để coi thêm cái nào. Anh Tú đợi xíu nữa lắp vô test luôn. Rồi anh Tú đợi thêm xíu nữa nha. Rồi có kết quả bật lên, đợt này là có kết quả lên hình là sau khi thay IO xong lắp vô nha mọi người. Đây ha. Bất vượt là gì anh thầy Tú? 1, 3, 2, 4, 5, 6. Test bất vượt, chờ em lắp đầy đủ em test bất vượt nha. Ok, cảm giác thế nào thầy Tú? Hên quá, quá hả? Quá vui luôn á. Quá vui. Chắc định là bỏ luôn rồi đó chứ. Chắc định là thôi chắc chuyện này chắc bỏ luôn rồi. Ok, lên hoàn thành. Rồi chờ lắp đầy đủ lại nữa và bàn giao ra cho thầy Tú nha. Ok. Sau khi test cơ bản rồi nha mọi người, bây giờ mình sẽ lắp vào. Đi mình sẽ lắp vào hoàn thiện hết. Tức là mình test lên hình rồi vô bắt vượt này kia, test cơ bản hết rồi. Sau khi sửa chữa điện tử đó, trong trường hợp này là thay IO. Thì sau khi xử lý xong cơ bản hết rồi, mình test cơ bản hết rồi. Giờ mình đi vào mình lắp lại đầy đủ hết toàn bộ. Rồi để mình test lại một lần nữa. Rồi mình giao cho anh Tú luôn, giao cho thầy Tú luôn. Thì anh Tú anh đang, hồi nãy giờ là anh xem luôn quy trình sửa chữa luôn. Anh rất là hài lòng. Bây giờ kỹ thuật viên sẽ lắp lại hoàn thiện, rồi mình sẽ mang ra đưa cho anh Tú test trước rồi đưa anh Tú test lại nữa là hoàn thành. Mình sẽ hoàn thành cái ca này mình sửa là coi như mình like cho anh Tú anh xem luôn đó. Anh xem được hết quy trình sửa chữa, anh rất là happy, thỏa mãn đam mê, thỏa mãn tò mò trải nghiệm
có thêm kiến thức cơ bản về sửa chữa điện tử. Vô rừng xe 1, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 6 anh Tú vô trong rồi nè. Cái tết cơ bản thêm Tú anh, thầy Tú nói là nó hơi không được ngọt lúc nào ta, lúc mình chơi game hay như gì anh Tú? Dạ đúng rồi, chơi game. Lúc chơi game thôi. Chơi game thì sang này không có chuyên chơi game. Game để... nhẹ à, game nó cũng nhẹ à, chứ không có game nặng. Ok, để lắp hoàn thiện xong dán keo hết xong đưa ra cho anh Tú tết game lại nhân sang. Cái này qua đây test thử nha, full và một ray. Anh test lại dữ liệu anh đây. Máy của anh là giờ là tổng kết lại là một vấn đề là thay pin nè. Dạ. Một vấn hai vấn đề là thay dây kết nối nè. Dạ. Vấn đề thứ ba là thay trackpad nè. Dạ. Vấn đề thứ bốn là cực kỳ quan trọng là thay IO. Dạ. Ok, rồi anh Tú test lại. Dạ. Thấy sai lầm một xíu mà dẫn đến đi xa ghê không? Điện thoại anh đúng không? Dạ đúng rồi. Để cho nó sạc pin xíu. Để trên đây cho anh em. Ok, anh Tú đến từ Gò Vấp. Đây có cái này ta. Test à. Thông thường thì mấy cái này mà nếu mà hư pin vô thay trong vòng tiếng hay tiếng sau. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mấy máy này không thay thợ không thay được. Cái pin không thay được. Dạ. Tại vì nó phức tạp. Cái người mà em đưa cho thay mà phá mấy em là cũng biết thay máy tính chứ, nói chung cũng máy tính á. Nói chung cũng am hiểu về máy tính sửa chữa. Nhưng mà vô bắt đầu cái ông dở lên sao cái bị đứt mất cái dây bắt đầu là ông rối. Dạ. Ông rối là cái pin nó phù, ông gỡ pin là đi luôn. Ở đây là em sửa sục phay chuyên nghiệp nè, MacBook chuyên nghiệp. Dạ thì laptop. Cũng coi trên web với lại coi trên YouTube á, em thấy được nó chạy tới. Dạ. Cho nó an tâm vậy rồi chứ dạ. Giờ không dám á. Dạ, test lên nhân anh. Rồi xong cái phần này, cảm ơn anh. Test rồi. Cảm nhận như thế nào anh Tú? Rất ok đâu. Dạ dạ dạ. Là không sửa được. Dạ dạ. Rồi ok anh Tú nha. Tâm viết phiếu rồi em sẽ bảo hành anh bằng cách là ghi hết ra mấy cái ở trong cái có dán tem. Em lưu lại series máy rồi bảo hành điện tử bằng tem. Dạ. Ok.